Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 29 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ nghệ nhân Xuân Giáp Thìn 2024. Khai mạc hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Công an huyện Khoái Châu nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cậy phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Hưng Yên Xuân Giáp Thìn 2024. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Hưng Yên hiện có gần 22.000 trí thức đang công tác ở nhiều lĩnh vực. 10 năm qua, đội ngũ trí thức thực hiện gần 400 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trực tiếp tham gia tổng kết và xây dựng các luận cứ khoa học, phát triển lý luận, góp phần hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Trong đó có nhiều chương trình đề án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo được nhiều tác phẩm giá trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời tiếp thu những ý kiến tham luận và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét xử lý, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo. Bí thư tỉnh ủy mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, có nhiều đóng góp hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tích cực đổi mới sáng tạo các sản phẩm văn hóa phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện hiện thực của đất nước và của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, quảng bá giới thiệu những giá trị truyền thống, nét đẹp con người, quê hương, cách mạng. Đồng chí cũng đề nghị các nghệ nhân giữ nhiệt huyết với nghề, truyền dạy cho thế hệ sau để làm cho di sản mãi mãi trường tồn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân hoạt động. Tôi trân trọng đề nghị các nhà khoa học, trí thức trong tỉnh tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, học hàm, học vị, tiếp tục dấn thân, tận tâm, trách nhiệm, tận hiến và ra sức làm việc, sáng tạo, không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo, dìu dắt các thế hệ kế cận để sẵn sàng gánh vác trọng trách trong tương lai, phấn đấu nhiều người trẻ, công nhân, nông dân đạt giải thưởng, danh hiệu cao, được vinh danh toàn quốc về khoa học công nghệ và văn hóa nghệ thuật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các địa phương, các đơn vị trong tỉnh ta tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tiếp tục quan tâm đầu tư cho học khoa học công nghệ, văn hóa, nghệ thuật và tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát triển lớn mạnh cả về số lượng, năng lực, trình độ ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh ta trong thời gian tới đây. Có kế hoạch thu hút đào tạo, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, có chính sách thu hút trí thức nhà khoa học trẻ được đào tạo chính quy, thực sự có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt tham gia vào các hoạt động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học công nghệ, nhà trường và doanh nghiệp. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc hội báo Xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ trì khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Hội báo Xuân tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hảo. Tham gia Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 có 10 gian trưng bày báo xuân của 10 đơn vị phối hợp: Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng gần 70 cơ quan báo chí trung ương và ấn phẩm của 63 tỉnh thành phố. Cùng với triển lãm ảnh báo chí quảng bá những hình ảnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, Hội báo Xuân năm nay còn có thêm nội dung tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu tích cực đồng hành cùng báo chí tỉnh nhà thời gian qua.
Hội báo góp phần tôn vinh văn hóa đọc, nghe nhìn, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, tạo cơ hội để các nhà báo trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết, qua đó góp phần khích lệ đội ngũ cán bộ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Phát biểu khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Hưng Yên năm 2024, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí truyền thông đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, trong đó thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đặc biệt cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tích cực hiệu quả vào sự phát triển vững mạnh của tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 102 trên 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 73%. Có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 26%. Có 153 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, giai đoạn 2022-2025, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ từ Trung ương cho các địa phương hạn chế. Nguồn lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ nguồn thu sử dụng đất. Chất lượng các công trình dự án sau khi đạt chuẩn nông thôn mới ở một số địa phương có dấu hiệu xuống cấp. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 1 đến 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam đề nghị thời gian tới các ngành địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, các sở ngành thường xuyên chủ động rà soát các văn bản, hướng dẫn thực hiện đánh giá nội dung các tiêu chí đảm bảo đúng với các quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực phân công, phụ trách. Các địa phương không chạy theo thành tích, tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực tập trung, đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thường xuyên quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp. Hôm nay, tổ giám sát số 1 đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. So sánh các tiêu chí đô thị của thị xã Mỹ Hào, các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đều đảm bảo và cao so với tiêu chuẩn đô thị loại 3. Đối với huyện Văn Lâm đã đạt tiêu chí đô thị loại 4, khu trung tâm huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3, đến năm 2030 xây dựng huyện Văn Lâm thành thành phố Văn Lâm. Kết luận buổi giám sát, trưởng đoàn giám sát đề nghị các địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chương trình phát triển đô thị, rà soát các chương trình dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương để đảm bảo phù hợp với chương trình phát triển giao thông vận tải của tỉnh, tập trung quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường xử lý công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng trật tự đô thị, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo kiến trúc mỹ quan đô thị. Những ngày này, nhiều hộ dân trên địa bàn thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đồng loạt tháo dỡ công trình tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường DH20 qua địa bàn. Tuyến đường DH20 qua địa bàn xã Đồng Than có chiều dài trên 1,1 km xuống cấp nghiêm trọng. Trời nắng thì bụi bẩn, trời mưa thì thùng vũng, lầy lội, ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại sản xuất của bà con. Năm 2024, dự án được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 70%, huyện 30%, cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu. Chúng tôi đã đi đến từng hộ dân một để vận động các hộ dân là tự giải tỏa mặt bằng, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Và khi đơn vị thi công đi làm đến đâu thì chúng tôi cũng vận động các hộ dân là tạo mọi điều kiện là tốt nhất để đơn vị thi công có thể làm thuận lợi. Theo thiết kế, dự án sẽ được mở rộng từ 5m thành 11,5m trải asphalt, trong đó mặt đường rộng 7,5m,
vỉa hè mỗi bên rộng 2 mét có hệ thống thoát nước đèn chiếu sáng. Nhận thấy việc mở rộng đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu đi lại buôn bán của nhân dân, nên chỉ trong thời gian ngắn được tuyên truyền, giải thích trên 100 hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã nhất trí sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dân chúng tôi rất mừng và rất phấn khởi và rất ủng hộ cái chương trình này. Dân tự động dỡ bỏ để giải tỏa mặt bằng để cho công trình làm cho thuận tiện. Mong muốn người dân là cố gắng làm sao càng nhanh càng tốt để dân đi lại. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 1 năm. Tuy nhiên, đơn vị thi công khẳng định khi nhận được sự đồng thuận của bà con trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch sau 5 tháng thi công. Những năm gần đây, cùng với việc tích tụ ruộng đất hình thành các cánh đồng có diện tích lớn, huyện Ân Thi đã đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng máy móc trong sản xuất lúa. Năm 2024 là năm thứ 3 huyện Ân Thi tập trung chỉ đạo triển khai đưa cơ giới hóa trong khâu gieo cấy. Đến nay, toàn huyện có khoảng 30 máy cấy, diện tích cấy máy đạt 900 ha, tăng 400 ha so với vụ xuân năm 2023, chủ yếu tại các xã Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc, Tân Phúc, thị trấn Ân Thi, Hồng Quang, Phù Ủng. Trong đó, huyện hỗ trợ 2 mô hình tại xã Nguyễn Trãi và Phù Ủng với diện tích 17 ha. Để mà cấy khoảng 170 mẫu mà không đầu tư máy móc thì không làm được. Đưa máy móc nông nghiệp vào thì làm sẽ nhanh hơn, giải quyết được nhiều cái khâu hơn. Một sào ruộng nếu mà thuê công nhân công cấy nó rơi mất tầm cỡ khoảng 500.000, còn nếu mà đưa máy móc nông nghiệp vào thì nó chỉ vào khoảng 300.000, mà mạ miếc là nhà máy ta nó cho mình chỉ việc ra chỉ ruộng. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Sau khi biết được chủ trương sẽ sáp nhập 2 xã Tiên Tiến và Minh Tiến tại huyện Phù Cử, thời gian này chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận. Năm 2023, sau khi về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí giáo dục, xã Tiên Tiến có dự định cải tạo nâng cấp nhà văn hóa xã và xây mới trụ sở làm việc công an xã. Tuy nhiên, khi biết được chủ trương sáp nhập xã, việc xây dựng đã dừng lại. Hiện xã đang rà soát lực lượng cán bộ với phương châm đảng viên, cán bộ gương mẫu đi đầu, tạo sự đồng thuận trong việc sáp nhập. Khi biết được chủ trương sáp nhập xã thì bản thân tôi là một cán bộ công chức thì cũng hoàn toàn nhất trí với chủ trương của cấp trên. Theo kế hoạch, trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 sẽ hoàn thành việc sáp nhập xã, lấy trụ sở làm việc chính tại xã Minh Tiến hiện tại. Khi sáp nhập 2 xã, sẽ lấy tên Tiên Tiến theo tên gọi xã cũ trước khi tách ra từ năm 1957. Chúng tôi làm người dân ấy, rất phấn khởi vì là trước đây nó nhỏ, bây giờ nó lớn, đây mới Tiên Tiến thì nó rất là thuận lợi, mà 2 xã là kể nhau. Nhân dân hầu hết là biết hết rồi. Chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu rõ và nắm được các cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Hiện nay, xã Minh Tiến có diện tích đất tự nhiên là trên 600 ha với khoảng hơn 6.000 nhân khẩu. Còn xã Tiên Tiến có diện tích đất tự nhiên gần 460 ha với khoảng trên 4.200 nhân khẩu. Cả 2 xã đều có diện tích đất tự nhiên dưới 3.000 ha và quy mô dân số dưới 8.000 nhân khẩu theo quy định. Thời gian tới, chính quyền 2 xã sẽ tổ chức các buổi họp dân, lấy ý kiến người dân và vận động tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong việc sáp nhập. Huyện Phù Cử cũng lên kế hoạch phân bổ lại lực lượng cán bộ xã để hoàn thành việc sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 sẽ chính thức khai mạc. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và khoảng 20 đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Và sau đây là ghi nhanh của nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về không khí tại khu vực trung tâm diễn ra lễ hội và một số hoạt động ngay trước giờ khai mạc. Tôi đang có mặt tại di tích Đền Trần Đền Mẫu Hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên, nơi sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay. Nhưng mà ngay từ lúc này đây thì không khí đã trở nên rất sôi động với những tiết mục hát trên thuyền và múa dưới nước, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Trước giờ khai mạc, không khí tại khu vực trung tâm diễn ra lễ hội đã rất sôi nổi, náo nhiệt. Với chương trình hát trên quyền rồng và múa rối nước tại Hồ Bán Nguyệt, những làn điệu quan họ, những bài hát mang âm hưởng dân ca cùng các tiết mục rối nước đã phần nào khắc họa được phong tục cuộc sống xưa kia của người dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, cũng là tái hiện lại khung cảnh tấp đập trên bến dưới thuyền của phố Hiến xưa. Tham dự lễ hội dân gian phố Hiến thì em thấy không khí bắt đầu rất là náo nhiệt, người dân thì đổ về một ngày một đông. Cũng hy vọng là trong hai ngày tới sẽ có rất là nhiều du khách thập phương sẽ về tham quan dự lễ hội dân gian phố Hiến ạ. Để đảm bảo cho đêm nghệ thuật diễn ra thành công và mãn nhãn, trong buổi sáng nay, Ban tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phú Hiến và các đơn vị tổ chức sự kiện đã thực hiện tổng duyệt toàn bộ chương trình. Mặc dù trời mưa lạnh, song các ca sĩ, diễn viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vẫn biểu diễn rất hăng say, chuyên nghiệp nhằm góp phần tạo nên thành công của lễ khai mạc cũng như đem đến một chương trình nghệ thuật công phu hoành tráng, giàu cảm xúc cho khán giả và du khách. Thì tôi sẽ cảm thấy là về tới Hưng Yên là cái sức nóng của lễ hội nó đã làm cho mình cảm thấy ấm áp rồi. Mặc dù là thời tiết hơi lạnh nhưng mà cảm thấy một cái sự ấm áp và cái tình cảm của người Hưng Yên thì rất là nhiệt tình mến khách. Trước thì Sa đã về đây thực tế để viết lên những cái ca khúc này rồi, thì lần này được về để diễn lại những cái ca khúc đó trong cái lễ hội là đối với Sa là một cái điều rất là hạnh phúc. Thực hiện cái chương trình này thì ekip của chúng tôi thì đã luyện tập cũng khá lâu rồi, những ca khúc rất là nổi tiếng của mảnh đất con người Hưng Yên, những ca khúc về mùa xuân, những ca khúc ca ngợi về quê hương đất nước thì được dàn dựng bởi các cái biên đạo, các cái nhà phối khí âm nhạc, sáng tác âm nhạc thì là chúng tôi đã đều chuẩn bị rất là tốt. Hứa hẹn tối nay là sẽ một cái chương trình nghệ thuật rất là đặc sắc. Trong tháng 2 năm 2024, lực lượng chức năng của tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện xử lý hành chính 37 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại, tổng số tiền xử phạt gần 1 tỷ 900 triệu đồng. So với tháng 1 giảm 12 vụ, nhưng số tiền xử phạt tăng gần 1 tỷ 500 triệu đồng, trong đó 7 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 30 vụ về gian lận thương mại. Trong tháng, các lực lượng chức năng đã xử lý 21 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, không thực hiện niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, xử lý hành chính 5 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, giấy phép sản xuất. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giữ ổn định thị trường, nhất là hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, chú trọng vào các lĩnh vực mặt hàng trọng điểm như thương mại điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm các loại và các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp lễ hội đầu năm. Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2024, hai anh T và C để xe ô tô ven đường thuộc địa phận xã Tân Dân và Đồng Tiến, huyện Quế Châu thì bị kẻ gian đập cửa kính trộm cắp một số tài sản khác. Ngay sau khi nhận được trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Châu triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh làm rõ đối tượng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2024 đã xác định Nguyễn Công Thái sinh năm 1988, trú tại tổ 25, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội là đối tượng thực hiện cả hai vụ trộm cắp tài sản. Đồng thời tổ chức bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản có giá trị bên trong xe. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 1 đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu và 18 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.